Đây bây giờ là cả đồng cả lớp của Khánh là tới một cái chỗ mà ăn uống rồi đây thưa bác ơi. Đây bây giờ chuẩn bị cũng dùng món Hàn Quốc đây. Đây cũng ngồi gần đứa em Dũng rồi, hồi sáng giờ là coi như là hai anh em là cầm máy đảo qua đảo lại. Đây Khánh ghi hình là không gian mấy anh em ở đây là chuẩn bị là ăn trưa đây. Ăn trưa hiện giờ là cũng 11 đến 12 giờ rồi. Đua. Thì Khánh cũng ghi lại một số hình ảnh kỷ niệm thôi nha bà cô bác. Khánh quay là sao đó. Là coi như là bên đội hình bên đây là có ba giải thôi, giải của Khánh thì giải đằng sau thì giải kế nữa, ba giải. Rồi Khánh chuyển cái máy quay ra đây. Rồi, Khánh cũng mời ông bà cô bác là dùng đặc sản món hàng cùng với Khánh và mấy anh em ở đây luôn. Đúng rồi, mỗi người một tô đó. Mỗi người một tô. Mỗi người một tô. Wow, ơi, mỗi người một tô này ăn là né lửa luôn. Hả? Mỗi người một tô đúng không? Ủa, người Việt hả? Em gái người Việt phụ bán. Qua đây mà lên là cũng người Việt. Đây nè, quá là hấp dẫn luôn, không biết món gì luôn. Em phục vụ đi ra ngoài mất tiêu rồi. Miếng cái này là hình như là miếng. Ủa người Việt hả? Em quê đâu? Hôm nay là quê đâu? Hà Nội. Hà Nội à? Anh. Hà Nội. Rất là sao nhé? Thầy. Thầy giới thiệu món đó. Món mình đang dùng. Thầy bảo là món này là đắt thứ nhì ở đây. Thầy vừa nói tiếng Hàn thế. Đúng rồi. thầy chỉ cho bạn giá. Rồi bây giờ Khánh cũng xin phép là ngưng để mời ông bà cô bán dùng cái món gì đây không biết luôn, để Khánh đảo lên. Rồi mời anh em nha. À món miếng. Miếng đi hình như là sườn bò quá. Đây. Miếng đi sườn bò đi. Quá là hấp dẫn luôn. Ăn một tô này né lửa luôn. Đây cái tô của anh Pha là có hai cái gọng nữa. Rồi thôi anh dùng ngon miệng nha. Rồi thôi bây giờ Khánh mời cô bác dùng luôn. Này là thịt bò, sườn bò. Sườn bò đi kim chi. Này miếng nè. Tiêu kéo này mà xuống vào. Đây, Khánh mới vừa ăn xong bây giờ ra ngồi đằng trước để chuẩn bị là lên xe đi tiếp nha bà cô bác ơi. Đây để Khánh chuyển cái máy quay lại coi cái nhà hàng tên gì, Khánh thấy tiếng Hàn không biết nữa. Đây. Đây Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Bây giờ là Khánh cùng với những người anh em là đang tới khu này là nó là khu vườn làng cổ này ở thuộc ở cũng Hàn Quốc đây mà Khánh cũng không rành nữa bây giờ. Khánh đi Khánh ghi hình là một số hình ảnh để gửi đến bà con khán giả của mình xem nha. Thì bây giờ không khí nó cũng hơi lạnh á. Bây giờ Khánh cũng chuyển máy quay lại đây, máy quay lại để ghi hình không gian ở đây. Thì không biết nói gì hơn thì Khánh cũng xin chúc bà con của mình luôn mạnh khỏe, bình an luôn. Thì ông bà cô bác nhớ xem ủng hộ giúp cho Khánh nha. Lạnh quá Khánh chưa kịp mặc cái áo bông vô nữa. Đó. Giờ vô sẽ lấy vé. Đây quá đẹp. Khung cảnh đây đẹp quá. Trời ơi, cây. Cây mà nó mọc sát ở đây nhìn thấy chóng mặt quá mọi cô bác ơi.
giờ vô sẽ lấy vé đi vô. Rồi bây giờ là vô. Vô trong quay. Vô trong cái cả cái cổng mà để nhận vé đi vô đây. Anh lấy bản đồ. Cái nào cũng được phải không anh? Bản đồ để chút xíu mình đi. Mình đi mình có lạc mình cũng coi được. Đây là đang xem tập trung lại coi địa điểm. Sao rồi anh? Giờ mình đi. Mình đang ngoài cổng đó. Mình đang đây là mình đi theo một vòng. Ủa, có thuyền nữa hả? Đó. Có mà, làng cổ mà có đầy đủ. Ồ hay đó. À, số 29 chính là cái khu tra tấn mà thầy kể đấy. Số 29. Trên cái bản đồ ba giờ góc dưới 5 giờ quay lại trở đây. Rồi sao giờ vô chụp hình lưu niệm. Lạnh rồi kìa. Hôm nay giờ Khánh đi dùng mé bên hồi nãy nói là mấy bên phải vô, bây giờ mình đi bên trái trước nè. Đi bên trái trước để xem coi. Ở đây đúng là cổ luôn. Cổ luôn mà các bạn. Bữa nay là cuối tuần nên là ở đây mọi người đi ra ngoài cũng đông quá. Chủ yếu là vô đây đi tham quan. Trong đây tham quan chứ đâu có làm được gì nữa đâu. Ăn uống. À. Không khí nó cũng lạnh lắm mà. Lạnh. Nãy anh Nguyên đưa cái khăn mà không có lấy cái khăn xuống giờ. Thấy không? Đây là nhà làm gốm hả? Ok. Việt Nam mình đi cũng khổ mà nói vậy đó, nó rất khổ. Ra đời chứ quá khổ hả? Đất hả? Cái năng nghĩ cái năng tự sơ xem mà mình đứng đi vô như thế nào đó. Coi chừng bò đó anh Chánh. Đó. Bò có bấm số nữa. Chim ăn kìa. Ôi nhìn tất cả là ngon luôn, chim nó ăn kìa. Coi chừng nó ấy xuống đấy quý ơi. Cái này như là hồng giòn đấy. Đây, hồng này ngon đấy. Đấy. Ngon đấy. Hai trái đi, hai trái đi anh Huy. Rồi.
thôi. Vãi. Lạnh vãi bây giờ tới hương. Ơ, bọn em hay dùng từ đấy mà. Cái chỗ treo cổ. Con lên trên trong này này. Cái chỗ này. Vòng thứ nữa muốn lại xả đâu. Cây hồng mật luôn ấy. Vô coi toilet nè. Ôi, con này. Ồ, hay ta. Hồi xưa biết tiếng Anh luôn trời. Đâu, người ta ghi ra là cuối cùng cũng quay về một chỗ thôi. Này 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 là phơi đồ, phơi lụa kiểu vậy đó. Sau này có cái kìa, mấy con cái. Cây này đẹp quá. Hình đẹp ghê không? À. Cây này chỉ quay thôi chứ không có bấm nút được. À. Nhìn lên mà mặt ai cũng thấy hồng hết rồi. Chúc anh có một buổi dạo chơi vui vẻ ở làng cổ dân tộc của Hàn Quốc. Rồi, cảm ơn em. Đi giữ gìn sức khỏe nha. Giờ đâu rồi Dũng, để quay qua chụp hình cho Dũng, nãy là Dũng đợi. Bây giờ mình đi vô cái nhà cha Tấn trước. Đang sửa cái máy luôn. Coi cối xay bột chuyển qua nghề bán bột thôi. Lăng nè rồi tới nào vô thử anh nói nhẹ nhẹ rồi thấy em với anh Minh rồi nè, bên công ty Duy Khanh đây, ảnh là chuyên bên bộ phận thiết kế. Rồi chào ông bà cô bác luôn anh Minh ơi. Rồi chào gia đình. Rồi nha. Em về em bấm này em gửi hình nó cho anh. Đúng là YouTuber có khác. À. Này chứ phải ăn cưa. Chắc còn khỏe lắm. Đi. Để dính gai cái cho nó đỡ đỡ. Nãy là đi nhiều quá rồi. Ừ. Này mình đi lên núi luôn hả? Ừ. Lên núi luôn. Nghe nói lên núi. Ờ. Vô trong quá. Bữa giờ thấy gì cây đỏ. Cái chùa. Đây là thứ lập tự nè. Lên đây học võ hả? Vô ghi danh đi trước đi Khương. Có hai chỗ không? Ủa chùa chứ. Có quả kêu nữa. Ủa giờ chút xíu mình có quay ra đây không? À,
đang ở giữa một rừng sâu đây ông bà cô bác. Này này không biết là rừng rừng thiên nước độc, còn này là không có nước, này núi không à. Nãy giờ Khánh gỡ khẩu trang ra này, mặc dù nó lạnh lắm, mở khẩu trang ra cho ghi hình cho nó rõ. Ủa, như là đi ra ngoài đó đâu có vô được đâu, không có vô được, không có vô được trong đó. Vô được không anh? Được, nó hơi xa. Nãy giờ đi, nãy giờ đuối rồi mà cô bác ơi. Nãy giờ Khánh cũng ghi hình một số hình ảnh trải nghiệm rồi đó. Không bà cô bác có gì xem giúp cho Khánh nha. Hiện bây giờ Khánh cũng đang ở làng cổ, ở khu vực làng cổ ở bên Hàn Quốc đây. Còn địa chỉ thì nãy giờ chưa được biết chi tiết. Giờ anh Chánh nó đang đợi. Nãy giờ đi một đoạn đường cũng khá là xa rồi, nhưng mà khung cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Hello. Hello. Hello, đây là thầy đây. Xin chào. Xin chào. Bye bye. Bây giờ là tiếp tục đi xuống. Nãy giờ vậy đi xuống chứ đâu có lên nữa đâu. Trời, vậy là nãy giờ mình cũng đi lên, mình lên được đỉnh Vinh Quang luôn rồi. Wow. Nãy giờ anh Chánh anh khuyến khích đi, bây giờ mới lên tới đây được. Thôi bây giờ đi xuống. Lên hình nhìn trong đây nhìn đẹp ghê luôn á. Nhìn đẹp quá. Khung cảnh trong đây rất là đẹp luôn. Đây cái đòn của Khánh nè, để Khánh chuyển mới quay. Đây. Đó cái đòn Khánh đang xuống đây. Nãy giờ anh Nguyên cũng hay dữ ta. Cũng mon men, cũng đi nhanh dữ à. Đây để Khánh chuyển mới quay rồi đang đi. Rồi. Dũng. Sợ Dũng nó lên sau nó ở chỗ nó chơi tiếp chứ. À. Nãy giờ mình đi được nữa hả? Nãy mình ở ngoài đây phải không? À, giờ đang ngoài đây. Đây. Đó, đây. Ồ vậy mình còn đi nửa đường nữa. À, xong tiếp mình chồng về bên đây. Rồi. Bên đây có cái cầu bên đây nữa nè. À. Có cầu đây nữa nè. Không biết tí nữa thầy lựa cái chỗ nào. Rồi, thôi bây giờ đi tiếp. Lên đường tiếp. Dạ. Nè qua cái hồ này anh. Đây có cái hồ này nè. Qua hồ xong mình qua mình mua nước uống đi. Để anh đi mua nước cho anh rồi. Ồ, ở đây giống như cái sân đấu gì hay gì. Nè, ở đây đang tổ chức cái gì kìa anh? Nó đang tổ chức gì mà anh tụ ra đông quá đó. Đó. Qua coi cái lễ hội gì đây. Present. Korean Folk Village is now offering folk parade performance. Oishigu Chalshigu, featuring brilliant traditional dance costumes and distant sense of humor. Đây là một cửa hàng làm gì gì rơm đây mình bác đây. Đây mặt nạ. Thầy đó. Quá đẹp, quá đẹp. What? What? Rồi. Đây có hai anh em đi thầy. Thầy đây, thầy sợ hai anh em đi lạc nên là thầy dắt đi. Hả? Nẹp quá hả? Cái
金呢、這個金金幣嘅三個人，呢個人啊銀十，呢個平啲嘅啦。Đây bây giờ là đi đã cổng coi như là kết thúc hành trình đã làng cổ đây. Đây. Đi đi thầy ổng không có biết tiếng Hàn nên là nói chuyện cũng hơi khó khăn. Gì anh Chánh? Bán đồ ăn nè. Chán có hỏi thầy có ăn không? Thầy có ăn không rồi vô mua đồ ăn nè. What do you want? Ừ? Đây thầy đang nói là mời ăn đó. Anh nhắn lên đi anh. Đây ông bà cô bác ơi. Giờ không biết nhìn Khánh giống như cái gì nữa. Trời thấy nó sáng sáng vậy nè, chứ thực chất là gió nó lạnh vậy luôn á, gió nó lạnh, nó lùa vô lạnh lắm. Lạnh lắm mà Khánh ngồi ở đây mà ngồi co ro luôn rồi. Nãy giờ Khánh ngồi cái dáng nè, nãy giờ đi cũng nhiều rồi. Đi nhiều rồi Khánh ngồi trên dáng đây. Giờ phải có cái mũ trùm này nó mới giữ ấm được, chứ lạnh lắm. Ngồi ở đây ngắm những người dân Hàn Quốc ở đây đi tham quan dịp cuối tuần. Thì trước hết thì Khánh cũng chúc bà con của mình luôn mạnh khỏe bình an luôn. Cảm ơn bà con đã thương Khánh trong những ngày qua, cũng hỏi thăm về tình hình của Khánh ở bên Hàn Quốc như thế nào á, rồi cũng gửi những lời chúc nữa, động viên. Thì thật sự thì qua đây thì Khánh cũng một lần nữa thì Khánh cũng cảm ơn để Khánh mở ra. Tại đây nó hơi lạnh đó, lạnh lắm. Và một lần nữa thì Khánh cũng cảm ơn toàn thể bà con luôn đã luôn thương yêu Khánh và đồng hành cùng Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn trong thời gian vừa qua. Thì trước khi mà Khánh đi qua bên đây á, thì ở nhà thì Khánh cũng có chuẩn bị là thuốc rồi hết này, thuốc cũng chuẩn bị sẵn hết. Thì một phần đó thì ở nhà mẹ đó, mẹ cũng có mẹ ba ở nhà cũng có hỗ trợ là tối đa luôn. Và bà con nào Khánh cũng xin nhắc lại luôn á, bà con nào mà liên hệ điện thoại cho Khánh không được á thì kết bạn Zalo nha. Thì qua bên đây á thì thực sự thì Khánh chỉ có kết bạn Zalo thôi, chứ điện thoại là điện thoại không được luôn. Thì mấy hôm nay thì bà con nào mà có điện thoại cho Khánh á mà điện thoại không được á thì cũng mong bà con bỏ qua giúp cho Khánh nha. Chứ qua bên đây là cái sóng điện thoại á, thì điện thoại thì nó tốn tiền rất là nhiều, nên là hầu như là có lúc điện được, điện không điện được nữa. Nên là cứ bà con cứ kết bạn Zalo đi Khánh. Và Khánh cũng xin nhắc lại một lần nữa luôn á, là bà con á, kết bạn á, thì nhớ nhắn tin cho Khánh biết nha. Chứ thật sự là một ngày á, nhật ngoài là Khánh là nhận rất nhiều cái lời mời kết bạn luôn. Mà Khánh không biết là cái nhu cầu của người đó là kết bạn với mục đích gì rồi đó. Thì Khánh cũng không có tiền mà đồng ý á. Nên bà con cứ nhắm kết bạn xong rồi cứ nhắn tin vô trong đó luôn, nhắn tin là Khánh đọc được hết nha ông bà cô bác. Thì ông bà cô bác cứ nhắn tin là cần cái gì, là ở đâu rồi đó, cần đặt thuốc hay là cần hỗ trợ cái gì thì cứ nhắn tin trực tiếp đi. Khánh mà giải quyết công việc ở đây á, mỗi ngày thì Khánh giải quyết công việc xong á thì Khánh cũng sẽ kiểm tra điện thoại, tin nhắn trên Zalo, thì cũng cập nhật và trả lời cho bà con. Giờ sẽ liên hệ về nhà đó, về nhà thì liên hệ với vợ Khánh, rồi với Phong với ba mẹ thì cũng chuẩn bị những phần thuốc thì chuẩn bị sẵn. Thì Khánh vẫn làm việc, nói chung là vẫn lo lắng cho bà con một cách tốt nhất luôn. Bà con cứ liên hệ đặt thì Khánh sẽ điện thoại về nhà để chuẩn bị, rồi hẹn bà con cứ ngày nào lên thì sắp xếp lên thôi. Thì trong thời gian ngắn sắp tới thì Khánh sẽ cố gắng giải quyết công việc ở đây ổn thỏa, thì sẽ tranh thủ đi về để lo công việc, đi lo cái vấn đề mà
phục vụ cho bà con á. Bây giờ cũng sắp Tết tới nơi rồi, thì cái thời gian mình Tết tới nơi là không khí nó cũng lạnh đó, rồi tình trạng nhức mỏi nó cũng rất là nhiều nữa, thì ảnh hưởng tới sức khỏe thì Khánh cũng sẽ cố gắng tối đa hỗ trợ giúp cho bà con. Rồi thì một lần nữa thì Khánh cũng nhắc lại bà con nha, có gì thì kết bạn Zalo và nhắn tin cho Khánh biết nha, nhắn tin cho Khánh biết để Khánh cập nhật tin tức và trả lời với bà con. Rồi hiện là thì Khánh cũng nhắc lại luôn là hiện thì chỉ có ở dưới nhà Khánh là ở khu vực Trần Anh, số nhà 307 đường Nguyễn Văn Tui, thị trấn Bến Lức, Long An là cái địa điểm ở dưới nhà Khánh. Còn địa điểm thứ hai ở trên Ba Mẹ là ở ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì hôm nay thì Khánh với Phong thì cũng có ghi hình hai cái địa điểm đó, thì có gì thì bà con cứ, nếu mà điện thoại không được bà con cứ chịu khó xem những cái clip mà Khánh đăng tải trước á, có ghi hình chi tiết cái địa chỉ luôn, thì bà con tới nha. Rồi thôi bây giờ không biết nói gì hơn, Khánh cũng một lần nữa cảm ơn toàn thể bà con luôn, chúc bà con luôn mạnh khỏe bình an, dồi dào sức khỏe. Rồi bye bye.